Hello em. Hello anh. Em tên gì? Ôi, xua của tôi. Em tên gì? Thảo anh. Thảo à? Dạ. Anh tên là Mai. Anh mình Thảo Mai hả? Ừ. Em cũng có người yêu rồi đúng không? Đúng rồi. Có rồi đúng không? Thế bây giờ ví dụ mà đang hôn nhau thì người yêu em hay sờ vào đâu? Tay ấy. Và vì em xấu đẹp từng diễn ra cho cả tâm hồn. Còn sau đấy thì sờ những chỗ khác không? Chủ yếu là chủ yếu. Ok, cảm ơn em nhá. Không nhưng mà công nhận là hôm nay được gặp em rất là vui bởi vì em rất là xinh. Cảm ơn em, xin chào. Ok, chúc em hạnh phúc nhá. Hello Bưởi. Hello. Làm gì đấy? Hello anh. Khi mà hôn nhau với người yêu ấy, thì thường thường người yêu em sẽ đặt tay vào đâu? Eo và... Eo và Bưởi à? Chứ gì anh biết đấy, xem nào. Nó đặt vào đít không? Dạ. Có đặt vào đít không? Ừ, có. Ừ, có. Có luôn. Yeah. Ừ, người yêu. Chứ phản đổi thế mà. Người yêu táo tợn đấy, bạo ấy. Ông nào hơi bị lọc đấy nha. Ơ, nhưng mà thi thoảng là cứ đổi các kiểu thôi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ai đứng đơ đơ ra hôn nào anh? À? Đơ là gọi là tượng đó. Ok. Hôm nào mà có gì thì cho anh thử với. Em chỉ là người yêu em thôi. Em là người yêu anh rồi. Anh lại nghe lộn rồi. Em chỉ làm với người yêu em thôi á. À, em chỉ làm với người yêu em thôi đúng không? Anh cũng yêu em. Anh không cần em yêu lại đâu. Đi, anh yêu em. Hello bạn. Em chào anh. Bạn cho mình hỏi nhá. Khi mà hôn người yêu bạn thì thường thường tay anh ấy sẽ để đâu? Anh hay để đâu? Ôm eo. Ôm eo à? Anh hay ôm eo à? Đúng rồi, ôm eo. Chỗ nào nữa? Nhiều chỗ. Nhiều chỗ. Chỗ nào tiện thì ngồi. Quá chuẩn luôn. Chỗ nào tiện thì anh ôm à? Đúng rồi. Bạn đưa đứng đây mà. Bạn xác nhận anh ấy nói đúng không? Anh bảo là ôm eo. Còn xong thì xong cái gì nữa anh ạ? Xong thì mình kít kít ông ỉ mẹ ngủ. Kít à. Có đúng không? Bây giờ sao đây? Đúng không bạn? Dạ vâng. Dạ vâng. À dạ vâng. Ok anh, cảm ơn anh, cảm ơn bạn nhá. Ok ok. Ok cảm ơn anh nhá. Ok ok. Lúc mà hôn nhau ấy. Tay ông kia hay đặt ở đâu? Chỗ là ở eo thôi. Có đặt ở đâu nữa không? Em sẽ không trả lời câu hỏi này ạ. Nhưng mà đặt ở đâu rồi trong người? Ông ấy đứng đơ này. Chưa hôn nhau bao giờ anh ạ. À, chưa hôn nhau bao giờ. Ok. Không tin luôn. Anh thề nhá, ở đây nhá, không một ai tin luôn. Thế thì khi hôn thì người yêu của em hay đặt tay vào đâu? Hơi tế nhị nhỉ. Không tế nhị, đặt vào đâu thì em bảo vào đấy thôi. Bình thường. Ôm thôi, ôm. Ôm thì là đặt tay vào lưng này, vai này, vào lưng không á? Vào lưng. Thì đặt tay vào chỗ khác được không? Vào lưng. Vào lưng và eo. Đúng không? Trước yêu bạn đấy thì kiểu tay bạn đấy không hơi tới. Hơi rụt rè. Tưởng bạn đấy kiểu tay không tới. Hốt nhau à? Thì tay người yêu của bạn đặt vào đâu? Đặt lên vai ạ. Đặt lên vai ạ? Vâng. Mỗi vai được. Vâng. Thế là hai người sẽ đứng kiểu này. Hai người đặt lên vai. Hai người tùy theo mình hôn theo kiểu nào không biết. Thì là tay em ạ, kiểu tay em. Kiểu tay á? Vâng ạ. Thế là hôn nhau hai. Hai người cầm kiểu tay nhau này trong hôn, thơm. Sao giống cái bức tượng vậy? Em không biết ạ. Đặt vào đâu em cũng biết. Chẳng lẽ anh biết? Thì lúc đấy em sao em biết được ạ? À, lúc đấy đang không biết à, đang bận hôn à? Chắc thế ạ. Thế là tay ông đấy có đặt linh tinh không? Này em không biết ạ. Chắc là có chứ đúng không? Lúc đấy thì cảm nhận môi đi chỗ khác thì không biết ạ. À thế ạ, tôi cảm nhận môi ở chỗ khác không biết đúng không? Vâng. Được đấy, hợp lý. Rồi, ok anh cảm ơn em nhá. Vâng, em cảm ơn. Ok, chúc em hạnh phúc. Vâng.